Kính chào quý vị khán giả. Em Thiện ngày hôm nay xin phép được mời quý vị quay trở lại với khu phố Láng Hạ để đón xem một căn nhà đất tầm giá trên dưới 5 tỷ. Mới xây, lô góc, mặt tiền rộng, có nội thất. Quý vị có nhu cầu tham khảo tìm mua thì có thể là bấm đăng ký kênh để xem những video nhà bán tiếp theo. Hoặc là chia sẻ để ủng hộ em Thiện đang thật nhiều bất động sản khác nữa nhé. Những hình ảnh vừa rồi thì quý vị anh chị xem qua đã có thể thấy rõ con ngõ trước nhà rồi phải không ạ? Đây là mặt bằng tầng 1 của nhà mình. Tài sản này được dựng xây trên thửa đất có diện tích là 35m sổ đỏ. Kích thước chiều ngang mặt tiền là 4m56, chiều sâu là gần 8m. Phía sau hơi nở hậu là 4m57. Đây là mặt tiền chính của căn này đấy ạ. Một cái ưu điểm mà rõ ràng có thể thấy là đây là bất động sản nằm ở vị trí góc, tiếp giáp hai mặt ngõ, làm nhà mình có hai mặt thoáng. Từ tầng 1 lên tầng 5 thì có thể mở cửa sổ, có thể mở ô thoáng nhà vệ sinh rồi phòng ngủ. Nhà nhiều cửa sổ thì tức là cũng nhiều ánh sáng và lưu thông không khí tốt. Về mặt pháp lý là ổn khi có sổ đỏ chính chủ. Không tranh chấp, không quy hoạch gì. Chỉ đợi giao dịch và sang tên chủ mới thôi. Trên đất có nhà 5 tầng thì thiết kế là mỗi tầng 1 phòng. Tầng 5 sẽ là gian thờ sân thượng. Tầng 4, 3, 2 là mỗi tầng 1 ngủ. Tầng 1 là bếp và khách. Nhà này thì chỉ có thể là thiết kế phù hợp 1 phòng thôi. Do diện tích và kích thước. Mặt tiền rộng tới gần 4m6 khiến cho chiều sâu vào gần 8m thì không thể nào mà làm mỗi tầng 2 phòng ngủ được. Mỗi tầng 1 phòng là lựa chọn vừa rộng rãi, thoáng đãng và hợp lý nhé. Một cái yếu tố nữa liên quan mà em Thiện không thể nào không nhắc tới đó là nhà có nội thất quý vị ạ. Ngoài những đồ nội thất gắn tường và cơ bản giống như căn khác thì tài sản này còn có thêm combo giường, tủ quần áo này, kệ trang điểm ở trên tầng 2 này nữa. Mỗi người thì sẽ có một quan điểm khác nhau. Nhưng đồ nội thất này thì có là rất tốt nhá. Toàn đồ mới cả. Nhà cửa đồ đạc có sao thì em Thiện quay như vậy. Được vị anh chị cô chú mà cần mua thì có thể hình dung được. Có thể xem kỹ được. Hiện tại thì gia chủ đang chào bán căn nhà này với mức giá nhỉnh 5 tỷ có thương lượng. Giá chào bán có cập nhật hay thay đổi như nào thì em xin ghi rõ phần mô tả video nhé. Giá có thương lượng đàm phán giữa hai bên. Nhà và đất quý vị cô chú anh chị đang xem thì có địa chỉ nằm tại đầu phố Láng Hạ thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình. Gần với khách sạn Fortuna Láng Hạ. Về mặt địa lý thì khu này nằm kẹp giữa hai hồ nước tương đối lớn là Hồ Thành Công và Hồ Đống Đa, hay một số người quen gọi là Hồ Hoàng Cầu ấy ạ. Nên cái không khí phần nào đó là thoáng hơn, nhiều chỗ vui chơi giải trí thể dục thể thao hơn. Cùng là phố Láng Hạ nhưng nằm ở đoạn đầu nên là thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình nhá. Còn đoạn phía dưới thì là thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Như vậy là em Thiện đã vừa gửi thực vị anh chị cô chú thông tin và video thực tế về tài sản nhà đất riêng lẻ mới xây tại phố Láng Hạ, quận Ba Đình. Nhà có diện tích sổ đỏ là 35m², xây 5 tầng có nội thất. Mặt tiền là 4m56, nở hậu là 4m57. Lô góc, hai mặt thoáng, tầm giá trên dưới 5 tỷ có thương lượng. Ở đây thì còn các căn khác diện tích là 41m², sổ đỏ 5 tầng. Có giá chào là 4 tỷ 8 nữa. Nhưng đặc điểm nó có hơi khác một chút. Thì mời quý cô chú anh chị đón xem ở video sau nha. Đến đây thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những bất động sản tiếp theo. Xin chào.